Xin chào quý chị và cô bác trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Hôm nay Lộc Nguyễn lại đi review đến cho quý anh chị một cái căn nhà. Nó được nằm trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Hai Thành nha quý anh chị. Thì hiện tại Lộc đang đứng trên một cái con đường rất là rộng. Con đường này rộng tầm khoảng 8 mét nha quý anh chị, và lề đường của nó là 3 mét. Thì chung đây á, là một cái khu dân cư nó đã hiện hữu rồi. Nó có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường học nè, công viên nè. Đó thì với một mà căn nhà nó nằm trong một khu dân cư á, nó đã quy hoạch bài bản 1/500, thì từ vị trí nhà của chúng ta á, quý anh chị di chuyển ra quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 600 m, và di chuyển ra lên bến xe quận 8 á, tầm khoảng 10 km, thì rất là thích hợp để cho quý anh chị sở hữu căn nhà này. Cho những gia đình nào mà có đông thành viên á, chúng ta có thể ở một đại gia đình luôn nhau quý anh chị. Thì Lộc nói đến đại gia đình á, là quý anh chị thấy căn nhà chúng ta nó to và rộng lớn như thế nào rồi. Căn nhà được thiết kế á, là một trệt 2 lầu, có đến 5 phòng ngủ và tới 3 phòng vệ sinh nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này á, là những gia đình nào mà có đông thành viên cũng như là mình có xe hơi á, thì chúng ta có thể sở hữu căn nhà này để mình đậu xe hơi rất là thoải mái luôn. Và khu dân cư nè, quý anh chị nhìn xung quanh nè, nhà san sát nhau rồi đó. Thì căn nhà đã có sổ hồng riêng. Và quý anh chị có nghe cái đường quốc lộ 50B chưa ạ? Cái đường quốc lộ 50B chỉ cách cái nhà này chỉ tầm khoảng 300 m thôi, và cái đường này nó đang trong quá trình để hoàn thiện đó quý anh chị. Rồi mời quý anh chị đi vào bên trong căn nhà của chúng ta. Hôm nay Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị cái căn nhà này. Quý anh chị nhìn ngoại quan căn nhà mái thái của chúng ta nè, với một phong cách khá là hiện đại cũng như là rất là đẹp mắt ha quý anh chị. Thì khi mà quý anh chị bước vào bên trong khu vực nhà thì sẽ qua một cái lề đường 3 mét nè. Cái lề đường này thì chủ nhà cũng đã rất là kỹ á quý anh chị, lót gạch sẵn cho quý anh chị luôn rồi đó, rất là đẹp ha. Còn phía ngoại quan của nhà của chúng ta nè, một cái căn nhà mái thái có 2 lầu, nhìn rất là bề thế ha quý anh chị. Cái cổng á, ở đây á, đơn vị bên Lộc á, làm rất là kiên cố cũng như là những cái hoa văn rất là đẹp mắt luôn. Quý anh chị nhìn ở phía trên cổng nè, tường ốp gạch hai bên á, là lên tới cái cổng ở trên phía trên luôn đó. Phía trên là có những cái họa tiết khác như là tướng tài tướng lộc, nhìn rất là đẹp ha quý anh chị. Rồi mời camera quay cận cảnh cái khung cửa của chúng ta nè, một cái khu vực đã được CC những cái hoa văn rất là đẹp mắt ha. Ở đây thì có tông màu là tông màu xám và màu vàng đó quý anh chị. Đó nhìn rất là đẹp, những cái hoa văn này Lộc rất là thích nè, hoa văn của trống đồng nè đó, rất là đẹp nha. Rồi vào bên trong khu vực phòng cái sân này á, thì Lộc thấy khá là rộng ha. Thì những quý anh chị nào mà có xe hơi á, chúng ta có thể di chuyển xe hơi vào bên trong này, đậu xe vào trong cái khoảng sân này luôn đó, thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị. Ở cái khu vực sân á, thì đơn vị bên Lộc cũng đã ốp gạch ốp tường lên cho mình tầm khoảng 1m6 luôn nè đó, nên cảm giác cái khu vực nhà sân của chúng ta rất là chắc chắn cũng như là nó kiên cố ha quý anh chị. Phía sân này á, thì đơn vị bên Lộc đã ốp tôn ở phía trên và lót sẵn cho quý anh chị cái la phong luôn rồi, nên nó rất là mát ha quý anh chị. Rồi ở đây lắp sẵn cho quý anh chị một cái vòi nước luôn nè đó, nước khá là mạnh ha. Thì ở đây á, chúng ta xài là nước của công ty nước máy Hà Lan nên nước rất là sạch luôn, quý anh chị yên tâm mà sử dụng đó. Phía dưới gạch nè quý anh chị là gạch chống trơn trượt với những cái hoa văn rất là đẹp mắt. Rồi bước vào bên trong khu vực phòng khách nữa thì nó sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa. Cái lớp cửa này là cửa 4 cánh, cửa kính nhôm Sifa, kính cường lực, rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Và quý anh chị nhìn mặt diện phía bên ngoài nè, gạch ốp tường á, đơn vị bên Lộc ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn. Và những cái khối gạch rất là to đó, với cái tông màu xám ha, những cái hoa văn rất là đẹp mắt. Ở đây những cái điểm nhấn màu đen nè đó, nhìn phía khi mà bước vào nhà nhìn nó cảm giác rất là sang ha quý anh chị đó. Vào bên trong nhà, ở đây á, vừa bước vào nhà thì một cảm giác khá là mát luôn quý anh chị, rất là mát luôn. Và
Lộc cảm thấy á, ở khu vực này nó rất là rộng rãi và thoáng nha quý anh chị. Quá trời thoáng luôn. Vừa bước vào đây cảm giác rất là thích đó quý anh chị. Thì với cái không gian rộng rãi và thoáng mát như thế này á, thì chúng ta có thể là sao ạ? Có thể thiết kế những cái phần nội thất cho cái căn nhà của chúng ta thêm phần đẹp hơn, cũng như là chúng ta sử dụng được những cái tiện ích của cái căn phòng khách này. Thì ở đây á, đơn vị bên Lộc đã ốp tường, ốp gạch lên tầm khoảng 1m7 cho quý anh chị nè. Một cái bức tường này á, là một cái không gian để ngăn cách giữa khu vực phòng khách cũng như là khu vực bếp ha. Đó, tận dụng khu vực này để làm những cái khung hình, cái khung như thế này nè quý anh chị. Đó, phía trên luôn. Rất là đẹp ha, với những cái phần nội thất bằng gỗ. Thì với những cái khung như thế này á, thì chúng ta có thể trưng bày những vật phẩm quà lưu niệm nè, hoặc là những cái bình hoa, những cái cúp của chúng ta. Đó, chúng ta trưng bày ở đây, hoặc là trưng rượu á quý anh chị. Những nhà nào mà thích rượu á thì chúng ta có thể trưng rượu ở những cái khung này. Đó, thì rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Và với cái khu vực phòng khách này thì Lộc thấy một cái điểm nhấn nữa là ở trên trần nè quý anh chị. Trần của mình là trần dực cấp với các hoa văn được thiết kế rất là tinh xảo cũng như là đẹp mắt ha. Đặc biệt á là cái đèn chùm này nè, một cái phong cách rất là hoàng gia luôn, với tông màu xanh và màu vàng, nhìn khá là sang trọng và hiện đại ha quý anh chị. Đó, một cái khu vực phòng khách Lộc cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Và gạch ốp tường ốp lên tầm khoảng 1m6, 1m7 luôn á quý anh chị. Quý anh chị để ý nha, cái khu vực giữa bức tường trên đây và cái gạch ốp tường của chúng ta, nó không có bị cái gạch nó không bị dời ra, nên nó rất là sạch khi mà chúng ta vệ sinh, hoặc là không có bị bám bụi bẩn hoặc là côn trùng á. Đó, nó không có bám trên đây nên nó rất là khá là sạch ha. Còn toàn khu vực nhà chúng ta đều ốp gạch hết từ tầng trệt cho đến hai lầu phía trên luôn. Rồi, vào bên trong khu vực bếp nha. Bên trong khu vực bếp là một cảm giác khá là rộng rãi. Nhưng mà trước đến khu vực bếp thì Lộc mời quý anh chị xem khu vực này nè. Một cái bức ở đây nó có hai cái kiểu cái cột đó quý anh chị, được làm những cái hoa văn khá là đẹp ha. Và với khu vực này thì chúng ta có thể thiết kế một cái bức tranh phong cảnh hay là một cái bức tranh gia đình để tạo cái điểm nhấn cho khu vực phòng khách cũng như là khu vực bếp của chúng ta. Đó, có đèn phía trên nữa quý anh chị, chiếu vào trong bức tranh á, rất là đẹp luôn. Rồi, vào cái khu vực bếp này á, Lộc cảm giác khá là rộng. Quá rộng luôn quý anh chị ơi. Thì với khu vực bếp này chúng ta có thể thiết kế thêm một cái bộ bàn ăn ở đó, cái khu vực này nè quý anh chị. Đó, một cái khu vực bàn ăn bằng gỗ á, có thêm 6 hoặc là 8 cái ghế chúng ở khu vực này, để chúng ta nấu ăn xong á, chúng ta đưa qua bên cái bàn ăn này thì ngồi tụ họp gia đình sum vầy thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Và ở cái khoảng không gian này Lộc thấy khá là rộng ha. Khu vực ở dưới cầu thang á, thì thường khu vực dưới cầu thang á, Lộc sẽ tư vấn là làm một cái hòn non bộ nè, cũng như là một cái, những nhà nào không thích hòn non bộ thì chúng ta có thể làm cho mình một cái hệ tủ nhà kho nhỏ ở khu vực này. Đó, để chúng ta đựng những cái vật dụng linh tinh, chúng ta không xài đến ở cái khu vực đó ha. Rồi, khu vực bếp thì Lộc thấy rất là hợp phong thủy luôn. Làm ở đây cho mình là tủ bếp hình chữ L với tủ bếp trên cùng với tủ bếp dưới ha. Gạch thì ốp lát đá hoa cương nè quý anh chị, Lộc thấy rất là chắc chắn luôn. Rồi, ở đây đơn vị bên Lộc rất là tỉ mỉ làm sẵn cho mình một cái lỗ để cho quý anh chị đưa dây bếp ga đưa lên. Đó, thì rất là tiện lợi ha quý anh chị. Ở đây thì rất là nhiều tủ, khá là nhiều tủ ha. Đó, về chúng ta có thể tha hồ mà đựng đồ. Rồi, gạch ốp tường cái khu vực này á, thì ốp đầy sẵn cho quý anh chị rồi. Khi mà chúng ta nấu nướng á, nó không có bị văng lên trên tường, hoặc là văng lên trên tường thì nó cũng sẽ dễ lau chùi hơn nha quý anh chị. Nước khá là mạnh nè quý anh chị. Đó, rất là tiện lợi cũng như là thuận tiện để cho người phụ nữ trong gia đình chúng ta thao tác nấu nướng ở cái khu vực bếp này ha. Và
khu vực sân sau là Lộc rất là thích những căn nhà nào mà có khu vực sân sau quý anh chị, là một cái giếng trời để cho chúng ta làm gì ạ? Ở đây nè, ở phía sân sau nè, chúng ta có một cái ống nước vào và ống nước ra. Đó, phía trên là sẵn cái một cái ổ điện cho quý anh chị luôn. Thì ở đây chúng ta để máy giặt ở đây ha, và để thêm những cái xào đồ ở đây. Chúng ta giặt giũ và phơi đồ ở khu vực sân sau. Đó, để không mất mỹ quan ở phía trên nhà của chúng ta ha quý anh chị. Đó, và những khu vực sân sau như thế này á, chúng ta có cái cửa như thế này nè, gió lùa vào từ dưới ra nhà trên thì rất là thông thoáng cũng như là mát mẻ ha. Rồi, vô khu vực ở đây mới thấy có con cắt kè. Giờ vô khu vực này ha, khu vực này là khu vực phòng vệ sinh. Khu vực phòng vệ sinh á thì Lộc thấy khá là rộng rãi. Ở đây á, gạch ốp tường nên bị quên Lộc ốp lên tới phía trên trần luôn nè. Và có đầy đủ tất cả các thiết bị như vòi sen, bồn cầu, lavabo ha. Tuy nhiên thì ở đây nó còn thiếu một cái gì ạ? Một cái gương. Chúng ta giờ chúng ta lắp thêm một cái gương nữa thôi thì chúng ta ở được rồi. Chúng ta sử dụng được rồi. Cửa là cửa nhôm và kính là kính mờ ha. Đó. Phía dưới thì được ốp những cái gạch chống trơn trượt cho quý anh chị rồi, nên rất là thuận tiện là chúng ta sử dụng. Rồi, Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị đi lên trên lầu để cùng tham quan phía trên nha. Quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh để là người nhận được những cái video thông báo nhà và đất mới nhất nha quý anh chị. Rồi khi mà quý anh chị bước lên cầu thang á thì nó sẽ có những cái bậc tam cấp nè. Ở đây thì chúng ta có thể thiết kế thêm những cái vật phẩm hoặc lưu niệm chúng ta treo ở khu vực đó. Và mỗi cầu thang đi lên á đều ốp gạch ốp tường lên tầm khoảng 1m7 cho quý anh chị ha. Và mỗi khu vực cầu thang thì sẽ có một cái ống để cho cái khung kính á để chúng ta lấy sáng vào khu vực cầu thang này. Rồi, tay vịn là gỗ căm xe và kính cường lực ha quý anh chị. Đó. Trên lầu 1 này á sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đầu tiên Lộc cho quý anh chị tham quan cái phòng tiên ha. Phòng ngủ này thì khá là rộng rãi nha quý anh chị. Đó, khá là rộng. Ở đây có một cái cửa sổ phía sau luôn nè. Vừa mở cửa này ra thì nó rất là thông thoáng ha quý anh chị. Đó, phía sau khu vực rất là đông đúc cũng như là sầm uất ha. Một cái khu vực dân cư rất là đông rồi. Thì với căn phòng này á thì chúng ta có thể thiết kế là một cái giường ngủ nè, một cái bàn trang điểm cũng như là một cái tủ quần áo ha. Cái phòng này là hai vợ chồng hai đứa con ở cũng rất là thoải mái ha quý anh chị. Rồi, qua cái khu vực phòng vệ sinh. Khu vực phòng vệ sinh này á thì sẽ dành chung cho gia đình của chúng ta. Hai phòng ngủ dùng cái phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh này thì Lộc thấy khá là rộng ha. Có lavabo, vòi sen và bồn cầu, thậm chí là ở đây có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy gió cho cái khu vực phòng vệ sinh chúng ta lúc nào cũng thông thoáng ha quý anh chị. Hiện tại á, căn nhà này thì nó đã có sổ hồng riêng rồi, nên những quý anh chị nào mà muốn sở hữu căn này á thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua cái số hotline là 077-201-0726. Lộc Nguyễn sẽ chủ động gọi lại cho quý anh chị để tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cọc hàng để cho quý anh chị đi xem ngôi nhà này thực tế luôn nha. Và đây là cái khu vực phòng thứ hai ở trên lầu 1. Khu vực này thì nó cũng khá là rộng. Đó. Và phía trên trần nè, đơn vị bên Lộc làm cho mình là trần dự cấp với các hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng ngủ của chúng ta ha. Và ở đây sẽ có một cái cửa sổ. Đây. Và cũng như là một cái cửa chính nè. Và ở đây thì sẽ hướng ra phía ban công. Phía ban công này cũng khá là rộng ha quý anh chị. Đó, mỗi cái phòng ngủ của chúng ta thì đều có dây cáp đồng sẵn cho quý anh chị rồi. Đây nè, thì khi mà về chúng ta chỉ cần lắp cái máy lạnh vào và ở thôi. Đó, một cái khu vực khá là rộng rãi và ở đây có những cái cột, cái trụ cột rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Đó, rồi quý anh chị nhìn xung quanh nè, một cái khu dân cư khá là đông đúc cũng như là nó đã san sát nhau rồi. Đó, thì về ngôi nhà này chúng ta chỉ vào và ở thôi, không cần sắm sửa nhiều đâu quý anh chị. Ngoài ra thì Lộc còn những cái sản phẩm nhà và đất nha quý anh chị. Nên những quý anh chị nào mà có nhu cầu mua nhà và đất á, thì hãy cứ nhanh tay liên hệ cho Lộc qua cái số hotline trên màn hình nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu 2. Lầu 2 thì nó sẽ cũng thiết kế tương tự giống như ở từng lầu 1. Nhưng mà trên đây thì nó sẽ có bao nhiêu phòng ạ?
nó có 3 phòng. Đó, có 3 phòng. Thì chúng ta có thể là tận dụng để cho con của chúng ta ở những cái khu vực phòng này. Cái phòng này thì Ngọc thấy cũng vừa thôi. Đó. Nhà mà có trai có gái nhỏ nhỏ chúng ta cho ở khu vực phòng này ha. Rồi khu vực phòng thứ tư. Đó, nó sẽ có một cái cửa sổ nè, cũng giống như căn phòng hồi nãy. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đặc biệt là có sẵn cái hệ thống cắm ống đồng cho quý anh chị luôn rồi. Và đây là cái khu vực dùng chung cho 3 phòng ngủ ở trên lầu 2 nha quý anh chị. Đó, khá là sạch sẽ cũng như là đầy đủ tất cả các thiết bị rồi quý anh chị ơi. Và Lộc Nguyễn sẽ báo giá căn nhà này cho quý anh chị khi mà quý anh chị tham quan hết cái video này nha. Chút xíu nữa là xong rồi quý anh chị. Ở đây nè, với một căn nhà mà có 5 phòng ngủ á, thì căn phòng này là căn phòng thứ 5, căn phòng cuối cùng ở trên lầu 2. Đó, nó khá là rộng rãi. Thì với căn phòng này thì quý anh chị có thể dùng để chúng ta thờ cửu quyền ông bà thất tổ, cửu quyền thất tổ nè, thờ ông bà nè, rồi chúng ta có thể để những cái thiết bị vật dụng tập thể dục ở trên khu vực này. Và chúng ta làm một cái khu vực tập thể dục ha. Đó, khá là rộng ha. Và đặc biệt cái là nó hướng ra phía ban công, nên cái phòng của chúng ta lúc nào nó cũng có một cái không khí rất là mát mẻ. Rồi, ở trên lầu này thì sẽ nhìn bao quát hơn một cái khu vực khu dân cư Hai Thành của chúng ta nè quý anh chị. Nhà san sát và đông đúc rồi. Thì Lộc Nguyễn sẽ nhắc lại nha, vị trí này nó chỉ cách cái đường quốc lộ 50B á. Hiện tại cái đường quốc lộ 50B á đang trong cái quá trình giải tỏa mặt bằng để làm cái đường đó. Thì cái đường quốc lộ 50B thì quý anh chị sẽ di chuyển lên Phạm Hùng quận 8 á, chỉ tầm khoảng 5 phút thôi. Đó, thì khi mà cái đường này nó làm á thì giá trị bất động sản ở khu vực khu dân cư chúng ta rất là tăng cao nha quý anh chị. Đó, thì Lộc Nguyễn thấy cái căn nhà này á có một cái mức giá rất là hấp dẫn luôn. Với một mức giá bao nhiêu ạ? Quý anh chị chỉ cần thanh toán 4 tỷ rưỡi thôi là quý anh chị đã sở hữu căn nhà rồi. Và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Về phần thuế á, bên Lộc cũng lo hết cho quý anh chị luôn nha. Quý anh chị chỉ lên ký công chứng là xong ạ. Đó, thì quý anh chị thấy căn nhà của chúng ta nó như thế nào ạ? Nếu mà thấy thích hợp cho gia đình mình á thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc để mình đi xem qua nhà này thực tế, cũng như là mình được tư vấn pháp lý rõ ràng cái căn nhà này nha quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ những cái sản phẩm bên nhà đất Lộc Nguyễn nha. Và xin chúc quý anh chị có một ngày thật là tuyệt vời và hạnh phúc bên gia đình ạ. Xin chào.